người có tư tưởng như thế hãy nghĩ xem túi da hồi thối này hôi hám đến cỡ nào chẳng những chẳng nhàm chán nó mà còn thương mến nó cho nó ăn đồ ngon mặc đồ đẹp ở nhà sang và cho nó đủ thứ vui thích đủ thứ hưởng thụ để cho nó tạo ra tội ác sau đó đi vào ba đường ác thọ quả báo để chẳng phải là người ngu si nhất trên đời chăng Tại sao chúng sinh điên đảo? Là vì túi da hôi thối này suốt ngày đến tối hạnh khổ bận rộn vì nó mà làm trâu làm ngựa thật là đáng thương xót. Nhưng chúng sinh vẫn chẳng biết quay đầu, vẫn dụ công phu trên năm dục. Bạn tranh tôi dành, chẳng biết có bao nhiêu người chết vì danh lợi, chẳng vì danh thì vì lợi, vì danh còn thanh cao hơn, vì lợi càng bị ổi hơn. Tóm lại đều chẳng cứu kính thì nói chi đến viên mãn chúng ta người tu đạo đừng chấp trước về danh, cũng đừng chấp về lợi, đừng chấp trước về gì hết. Thì có việc gì mà chẳng được, còn có gì mà bú giả chẳng đặng. Chùa Kim Sơn chúng ta là đạo tràng thành tựu Phật Bồ Tát, là đạo tràng bồi dưỡng tổ sư xem ai chân tâm dụng công, thành thật tu hành, thì người đó sớm sẽ thành tựu, người nào hỗn tạp, sinh hoạt trong đạo tràng, nương Phật ăn cơm, nương Phật mặc áo tu hành chẳng chân thật thì người đó chẳng hy vọng thành tựu. Trước kia có vị Pháp Sư phổ chiếu, ông ta rất thích nóng giận, nóng giận là đá của chân người tu đạo. Ông ta biết đây là sự chướng ngại cho nên lập ra một biện pháp để khống chế sự nóng giận của mình. Mỗi khi ông ta nóng giận thì kêu người khác lấy gậy để đánh ông ta, đánh một lần còn cho hai đồng tiền. Sau khi đánh nhiều lần rồi thì dần dần có chút giác ngộ nhưng vẫn chẳng triệt đẻ. Có một lần, bị người công nhân dùng cái thùng gỗ vuông đánh ông ta đến nỗi ông ta phát cười mà khai ngộ. Từ đó về sau chẳng còn nóng giận nữa, tu hành có đủ thứ pháp môn, chỉ cần chịu nỗ lực dụng công thì đều có thể khai ngộ. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử nên biết thế giới hải có đủ loại thả. Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền